cái hôn nhân này ấy, nó rất là hệ trọng, đánh dấu một cái bước tiến của tình yêu lứa đôi chuẩn mực và đi đến kết hôn. Cho nên hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi chọn được một ngày lành tháng đẹp cùng với nhà gái tổ chức lễ ăn hỏi và có cơi dầu cùng đồng thời những mâm sinh lễ để kính cáo tổ tiên. Đúng như là bác nói, ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất là đặt là coi như có trong cái ngày hôm nay hết rồi. Hai bên tôi thấy rất là đồng điệu với nhau rồi, rất là cảm ơn anh đã chuẩn bị rất là chu đáo cái lễ này. Được ngày lành tháng đẹp, đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay xuống đây có cơi dầu xin dâu, kính cáo tổ tiên, xin cho đoàn nhà trai chúng tôi được đón cháu Điệp về bên nhà trai làm lễ tân hôn. Gặp nhau thì tuyệt vời. Và không biết là việc của cô ta.
ta là nghi lễ dâng lên, dâng lên các bậc thánh tôn, chư Phật mười phương chư Phật và ban trải phước lành đến muôn trùng tất tất, tất thể các cõi giới cảnh giới đều được thọ nhận và toàn thể pháp giới chứng kiến và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Sẽ đến để nhận ra.